Hôm nay là cái buổi đầu của khóa thiền 7 ngày. Thì sư sẽ giảng một bài pháp và có cái chủ đề là tại sao chúng ta phải hành thiền. Thì khi mà mình có đi hành thiền như thế này, sẽ có rất là nhiều người sẽ đặt ra câu hỏi là tại sao mình lại đi hành thiền. Cũng như chính bản thân mình cũng sẽ tự hỏi mình là tại sao mình lại đi hành thiền. Vậy thì cái mục đích của mình hành thiền để làm cái gì? Cũng có thể là mình đã tìm hiểu, đã biết được cái lý do, nguyên nhân mà mình phải hành thiền, nhưng cũng có thể là mình chưa biết hết được những cái ý nghĩa của cái việc hành thiền nó sẽ như thế nào. Thì cái ý nghĩa thứ nhất là cái lý do tại sao mà mình phải hành thiền. Đấy, đó là vì mình muốn cho cái tâm của mình nó được trong sạch mà hành thiền, tức là muốn cho cái nội tâm của mình nó được trong sáng mà hành thiền. Vì cái tâm nó cũng giống như cái thân thể của mình vậy, có thể là nó trong sạch nhưng cũng có khi nó rất là ô uế, cũng có khi nó rất là ô nhiễm bất tịnh. Thì cái thân này cũng thế. Vì cái thân ấy thì mình có thể dùng bằng cái con mắt thường mình nhìn thấy được tất cả những cấu uế của nó, nhưng cái sự ô uế bất tịnh của cái thân này không những mình thấy mà người khác sẽ thấy được. Cho nên là ở trên đời người ta thường rất chú trọng về cái thân, người ta sẽ dành rất nhiều thời gian để chăm sóc cho cái thân. Ví dụ như là hàng ngày mình đi lao động làm việc vì cái gì? Là vì cái thân hay vì cái tâm? Đấy, đa số là vì cái thân. Mình phải đi lao động để mình làm ra cái tài sản vật chất để mình chăm sóc cho cái thân, mình xây dựng nên những cái ngôi nhà khang trang là để phục vụ cho cái thân. Mình làm ra những cái món ăn ngon là để phục vụ cho cái thân. Hàng ngày mình phải tắm giặt vệ sinh, chải chuốt cũng để phục vụ cho cái thân. Rồi hàng ngày mình phải ngủ nghỉ cũng là để cho cái thân nó được nghỉ ngơi. Rồi khi mà cái thân này nó ốm đau bệnh tật một chút thì mình sẽ đi đến bác sĩ, dùng hết các cái thuốc tây thuốc ta để điều trị chữa trị cho cái bệnh, cho cái thân. Nhưng mà mình lại không biết được là cái tâm của mình nó cũng cần có thức ăn, cái tâm của mình nó cũng cần được vệ sinh gột rửa, cái tâm của mình nó cũng cần phải có thuốc điều trị vì nó cũng có bệnh, nó cũng đói khát như cái thân, nó cũng ô uế bất tịnh như cái thân, rồi là nó cũng lâm những cái bệnh nặng bệnh nhẹ chẳng khác gì cái thân này. Nhưng nó chỉ khác mỗi cái là mình không nhìn thấy hoặc người khác cũng không nhìn thấy. Nói là không nhìn thấy thôi nhưng mà thực ra mình có cảm nhận được, nhưng mà vì mình không quan tâm đến nó, mình làm lơ nó đi thôi. Và cái sự ô uế của nó, cái bất tịnh, cái khổ đau của nó thì bản thân mình có nhận biết được. Nhưng mà vì ở trên đời này mình sống theo những cái tư tưởng phổ thông ở trên thế gian, đại đa số là cái tư tưởng phổ thông ở trên thế gian, người ta hướng về cái đời sống vật chất, người ta chăm sóc cho cái thân thể vật chất này và người ta ít quan tâm đến cái đời sống nội tâm. Nhưng mà khi mà mình chăm sóc cho cái thân với lại chăm sóc cho cái tâm thì rốt cuộc đến cuối cùng mình sẽ được cái gì và mình sẽ mất cái gì? Mình cứ chăm sóc cho cái thân như thế thì mình sẽ được cái gì? Mình chăm sóc cho cái tâm này thì mình sẽ được cái gì? Hai cái này mình sẽ, nếu như mà tìm hiểu sâu sắc ra, mình sẽ thấy rằng là cái sự chăm sóc nào đem lại cái lợi ích, còn cái sự chăm sóc nào thì là cái sự uổng công vô ích. Bởi vì nếu như mà mình cứ chú trọng về cái thân thể này thì sẽ có một cái điều chắc chắn rằng là mình càng chăm sóc cho cái thân bao nhiêu thì nó càng đòi hỏi, thì nó càng trở nên hư hỏng, thì nó càng trở
Nên cái nhu cầu của nó là không bao giờ biết đủ. Tức là nếu như mình chăm sóc cho cái thân này thì nó sẽ đòi hỏi rất là cao. Nay nó đòi cái này, mai nó đòi cái khác. Ví dụ như là quần áo cho cái thân này nó mặc là không bao giờ nó chán. Hôm nay mình có cái này, mai có cái khác. Mình chăm sóc nhà cửa cho cái thân cũng không bao giờ nó biết chán. Dù mình có một cái nhà hay có rất nhiều nhà cũng nó cũng không chán. Mình thức ăn uống vậy, mình có chăm sóc suốt đời nó không bao giờ chán. Và cũng vì cái thân này mình sẽ tạo rất nhiều tội lỗi. Vì cái thân này, vì cái ăn uống, vì cái nhà cửa, vì cái y áo, vì cái thuốc thang, vì cái sự trang hoàng cho cái thân này. Mà mình sẽ làm, mình sẽ ngấm ngầm hoặc là công khai tạo ra những cái tội lỗi về thân, khẩu ý. Như là mình có thể giết hại sinh mạng của những cái loài vật khác để chăm sóc bổ dưỡng cho cái thân. Mà mình không biết rằng đây là một tội lỗi. Và khi chết mình phải đọa vào địa ngục vì cái hành động này. Có những người, người ta phải đi ăn trộm cắp lừa gạt người khác để có được nhiều những cái tài sản vật chất để phục vụ cho cái thân này. Mà mình không biết rằng đó là cái nhân mà sau này chết mình cũng phải đọa vào địa ngục ngã quỷ súc sinh. Rồi từ những cái thân này mình tạo ra rất nhiều những cái tội lỗi khác, những cái hưởng thụ, những cái ngũ dục ở thế gian, những cái sự dối trá, rồi là nó sinh ra, rồi là nhiều người bị cái quả báo ngay nhãn tiền. Đó là cũng chỉ vì quá chăm sóc cho cái thân này mà phải đi tù tội, hay là bị mất mạng, hay là bị tàn phế cuộc đời. Nhưng mà ngược lại, một cái người chăm sóc cho cái thân, cho cái tâm, thì cái tâm này được chăm sóc, nó sẽ trở nên trong sáng dần dần. Nếu như cái tâm mà được chăm sóc thì mỗi ngày nó sẽ trở nên thanh tịnh, mỗi cái ngày nó trở nên thánh thiện, và mỗi cái ngày nó lại trở nên trí tuệ sáng suốt, sáng ngời ra. Đấy là cái việc chăm sóc cho cái thân, nó đi ngược lại và nó khác hoàn toàn lại với cái việc chăm sóc cho cái thân. Cho cái thân này, mình chăm sóc cái thân nó chỉ hư hỏng ra, nhưng chăm sóc cho cái tâm thì càng ngày nó lại càng hiền thiện đi, nó càng thánh thiện đi, nó càng cao thượng lên. Còn nếu như mà một người bỏ bê cái thân, cái tâm này, mình không có gột lửa cho nó, không chăm sóc cho nó, thì nó lại càng ngày nó lại càng ngu si đần độn, nó không biết phân biệt thiện ác chánh tà, không biết tốt xấu. Nó giống như là có một cái tấm gương mà mình bỏ bẵng ở một cái xó xỉnh nào đấy, thì lâu ngày những cái bụi bặm nó bám vào, rồi nó sẽ không còn trong sáng nữa. Giống như là những cái bóng điện này, nếu như mà một người ta không vệ sinh nó, thì lâu ngày những cái cấu uế nó sẽ bao phủ, và dù mình có bật công tác lên thì nó cũng không phát ra được ánh sáng nữa. Bởi vì nó đã quá lâu ngày bị bỏ quăng một xó và không ai chăm sóc cho nó. Cũng như vậy với cái tâm của mình ấy, nếu như mình không chăm sóc cho nó, mình không gột rửa cho nó, không vệ sinh, không tẩy rửa những cái cấu uế cho nó, thì sau này cái trí tuệ của mình nó không phát lên được nữa, và cái tâm của mình nó trở nên u mê tối tăm. Thì đấy được gọi là cái sự si mê nầm nàn ở trên thế gian. Vì đấy là cái lợi ích, là một cái người mà chăm sóc cho cái thân nó khác, còn chăm sóc cho cái tâm nó khác. Nó sẽ có những cái lợi ích ngay trước mắt mình cũng có thể thấy được. Nếu như một người nào có tu tập về nội tâm thì chỉ một thời gian sau mình sẽ thấy cái tâm của mình, tâm lý của mình, ý thức của mình, nhận thức, cái trí tuệ của mình, cái hiểu biết của mình nó sẽ thay đổi hoàn toàn so với cái thời gian trước, so với cái lúc mà mình chưa tu tập. Đấy, cái lúc mà mình chưa thực hành thiền ấy, mình không làm chủ được cái tâm, mình không biết làm chủ cái tâm ấy, thì mình rất dễ khởi lên những cái tâm bất thiện. Ví dụ như là mình thấy một cái ngoại cảnh gì đó nó không hài lòng là mình sẽ sở nên tức giận, giận hờn, và hay có những cái hành động bất thiện để đáp trả lại với những cái gì mà mình không ưng ý, không có hài lòng. Đấy là cái tâm của mình không được tu tập thì nó sẽ rất là hoang dại, nó giống như một cái con thú hoang. Khi mà nó chưa được điều phục, cái tánh hoang dã của nó rất là lớn.
và ai đến gần nó cũng sẽ bị nó tấn công. Cũng như vậy, nếu như một cái người mà mình mà không tu tập cái nội tâm thì cái nội tâm của mình nó cũng rất là hoang dại như vậy, nó khởi lên những cái tâm bất thiện như vậy, nó hay làm khổ mình và khổ người khác, và nó tạo ra rất là nhiều cái tội lỗi. Thì những cái hành động ở nơi thân và những cái lời nói xuất phát ra, nó đều xuất phát ra từ cái tâm. Người nào có cái tâm trong sáng thì sẽ có những cái hành động trong sáng, có những cái tâm mà cấu uế thì sẽ có những cái hành động xấu xa. Cái tâm mà xấu xa thì sẽ làm những cái việc xấu xa. Vì vậy cho nên là cái sự cái sự thực hành thiền thì nó sẽ có cái mục đích thứ nhất, đó là để cho mình làm gột rửa những cái cấu uế phiền não, làm cho cái tâm của mình nó thanh tịnh, làm cho cái tâm của mình nó được trong sáng ra. Đấy là cái lý do thứ nhất mà mình cần phải thực hành thiền, vì cái tâm của mình nó rất là nhiều những cái phiền não, những cái tham dục, những cái sân hận, những cái si mê tà kiến, những cái mà nó hiểu biết sai lầm, mình không làm chủ được nó. Cho nên là mình cần phải thực hành thiền để mình gột rửa, để mình tẩy trừ những cái cấu uế phiền não này đi, thì cái tâm của mình nó sẽ được thanh tịnh. Thì đấy là cái lý do mà mình cần phải thực hành thiền. Và cái lý do nữa mình cần phải thực hành thiền, đó là để mình chấm dứt cái sự khổ đau. Thì những cái khổ đau ở trên cuộc đời này, ví dụ như là có những cái nỗi khổ về thân, như là đói khát nóng lạnh, hay là những cái sự xúc chạm mà đối với những cái cảnh ở bên ngoài mà cái thân của mình nó phải như là già đau bệnh chết. Nhưng mà ngoài ra cái thân này nó khổ đau thì ít, nhưng mà cái tâm thì nó khổ đau rất là nhiều. Cái khổ đau về cái tâm của mình, như là cái người nào mà có cái mong cầu lớn mà nó không toại nguyện thì nó bắt đầu nó sinh ra cái sự bất mãn, thì cái bất mãn đấy là khổ. Khi mà mình yêu quý một cái gì đó mà mình phải xa lìa thì nó cũng khổ, hay là mình ghét một cái gì đó mà mình phải ở gần thì đó cũng là cái khổ. Vì vậy cho nên là nó sinh ra những cái trạng thái sầu bi khổ ưu não ở nơi tâm. Nếu như cái tâm của mình mà nó yếu ớt, nó yếu đuối, nó không có mạnh mẽ thì nó sẽ rất dễ bị tổn thương. Ví dụ như là có một cái người nào đó chỉ nói một cái câu, tức là nói xúc phạm mình một câu, có thể là nói đùa thôi, có thể là mình sẽ phải cảm thấy nó buồn phiền, nó đau trong lòng cả ngày, có khi nó kéo dài cả tuần, cả tháng, có khi cả năm. Hoặc là bị ai xúc phạm trước đám đông, hay xúc phạm vào đúng với bản thân mình bằng lời nói hay bằng hành động, thì mình sẽ khởi lên, mình sẽ có một cái nỗi tổn thương đau đớn rất là lâu dài. Chứ còn những cái nỗi khổ về thân ấy, thì nó rất là nhanh. Những cái vết thương ở trên thân của mình thì nó sẽ lành rất là nhanh, nhưng mà vết thương ở trong lòng nó rất là sâu, nó rất là lâu mới khỏi được. Vì vậy nên là cái người nào mà cái tâm không tu tập nó rất là yếu ớt như vậy, nó rất dễ bị tổn thương như vậy. Thì đấy cũng là cái lý do mà mình cần phải thực hành thiền để làm cho cái tâm của mình nó mạnh mẽ lên, nó tự tại lên, và nó có được, nó giống như là nó có một cái sức kháng thể, nó có được một cái sức kháng sinh để nó chống lại những cái sự xúc phạm, những cái sự xúc chạm, những cái nghịch cảnh, những cái ở bên ngoài. Đôi khi mình chỉ hiểu lầm người khác, mình cũng cảm thấy rất là bất an, rất là lo lắng, rất là sợ hãi. Thì tất cả những cái tâm lý như thế nó là những cái nỗi khổ. Nhưng mà còn có những cái nỗi khổ nó sâu xa hơn, nó tiềm ẩn ở trong lòng. Ví dụ như là mình có thể nhìn thấy những cái nỗi khổ của những cái chúng sinh khác, như là những cái con thú hoang, nó phải sống không nhà cửa, không nương tựa, nó ăn thịt uống máu lẫn nhau, những cái loài vật nó tàn sát lẫn nhau, hay là loài người, mình thường săn bắt các cái loài hoang thú, những cái loài cầm thú để giết, để hại, tức là để lấy máu thịt nó làm thức ăn,
mà mình cảm thấy đó là một cái điều rất là thản nhiên. Nhưng mà mình không hiểu được tại sao những cái con vật đó nó lại phải sinh ra ở những cái kiếp sống khổ đau như thế. Tại sao cũng là sinh ra trên đời mà mình lại làm người, mình còn có cái an vui tự tại hơn so với những cái loài vật thấp kém hơn. Những cái loài vật thấp kém ấy thực ra ấy, nó cũng có những kiếp nó từng tái sinh làm người chứ chẳng phải là không. Nhưng vậy do cái tâm của nó hạ nhiệt, do cái tâm của nó cấu uế, do cái tâm của nó chất chứa nhiều phiền não, cho nên là nó phát sinh ra những cái lời nói bất thiện, những hành động bất thiện, những ý nghĩ bất thiện. Chính vì vậy mà khi chết nó phải tái sinh vào những cái cõi khổ, nó phải tái sinh làm những cái loài hoang thú như thế. Thì đấy là nhân quả, đấy là nghiệp báo. Thì những cái sự chết và tái sinh của những chúng sinh như vậy thì Đức Phật là cái người thấy được cái điều đó một cách rõ ràng. Do Ngài có sự hành thiền, do Ngài có cái túc mạng trí, do Ngài có cái thiên nhãn trí. Thì cái con đường thực hành thiền này, nếu như một cái người nào phát triển đến cái nội tâm hoàn toàn thanh tịnh, hoàn toàn định tĩnh, hoàn toàn được vững vàng chắc chắn, tẩy trừ được những cấu uế, có sự chứng đắc cao, vị ấy cũng có thể thấy được lại những cái đời kiếp quá khứ của mình. Mình sẽ thấy rằng có những kiếp mình cũng làm súc sinh chứ chẳng phải không, rất nhiều chứ không phải ít. Tất cả những cái loài gì mà mình đã từng gặp, đã từng nhìn thấy, thì thực ra trong quá khứ mình đã từng tái sinh làm những loài đấy hết cả rồi. Không có cái loài nào mình chưa từng trải qua hết. Có những cái loài mà mình nhìn thấy bằng con mắt thường, nhưng có những cái loài mình không nhìn thấy bằng con mắt thường. Đó là có những cái cõi hóa sinh như là cõi địa ngục. Nói đến cái cõi địa ngục, cái người thời bây giờ ấy, người ta ít người tin lắm, bởi vì người ta nghĩ rằng là cái gì nó phải chứng minh được, cái gì mà phải tận mắt thấy được người ta mới tin. Nhưng mà thật ra cái sự tiến bộ của cái thời đại bây giờ, người ta chỉ tiến bộ về vật chất, người ta không hề tiến bộ về tâm linh. Thời ngày xưa, cái lúc đấy cái khoa học vật chất chưa phát triển thì tâm linh của con người cao hơn bây giờ một rất nhiều. Và cái thời ngày đấy, vô số người trên thế gian, người ta tiếp xúc được với những cái cõi vô hình, người ta tiếp xúc được với các hàng chư thiên thần, và cũng có rất nhiều người, người ta thấy được những cảnh giới địa ngục và ngã quỷ. Và cái chuyện đó nó trở thành phổ thông hơn thời này. Thì cái thời đấy cái tâm linh cao thì con người tiếp xúc được với điều đó. Nhưng thời nay thì lại rất ít người thấy những điều đó, tiếp xúc được với những cái cõi sống vô hình đó. Cho nên là người ta sống chủ quan hơn rất nhiều. Người ta sống chạy theo dục lạc, chạy theo vật chất và bỏ bẵng cái tâm linh đi rất là nhiều. Còn thời xưa người ta ít chú trọng đến vật chất, không quan tâm đến vật chất nhiều, thì người ta lại dành thời gian để phát triển tâm linh hơn. Cho nên là người ta thấy được những cái điều nó thâm sâu hơn, thấy được những cái điều nó thù thắng hơn thời bây giờ. Thì bây giờ thì vì vậy cho nên thời bây giờ cái tâm con người ta yếu ớt hơn, tâm con người cấu uế và tâm con người ta bất thiện nhiều hơn, chạy theo tham dục nhiều hơn, sân hận si mê nhiều hơn. Thì đấy là vì mình có những cái tâm không được tu tập như vậy, cho nên là nó tạo ra những cái ác nghiệp mà ngay trong hiện tại này. Cái người nào mà càng nhiều phiền não, mình đã thấy khổ đau rồi, mỗi một khi cái tâm mình nó khởi lên cái sân hận, mình đã cảm thấy như là lửa nó đang thiêu đốt trong lòng, không an vui, không thích thú, không sung sướng gì cả. Khi mà một cái tâm tham dục nó khởi lên, mình cũng cảm thấy như lửa thiêu đốt trong lòng, không có thỏa mãn gì cả, không có ưa thích gì cả. Nhưng mà mình không biết cách đối trị, không biết cách diệt trừ, không biết cách loại bỏ nó. Nhưng mà trong cái pháp tu tập này, là mình chỉ cần tu tập theo đúng cái pháp thiền này, theo đúng cái sự hướng dẫn, mà có cái sự tiến bộ trong cái sự tu tập này, nó sẽ dần dần nó sẽ đoạn trừ được những cái cấu uế đấy, nó sẽ đoạn trừ được những phiền não, nó đoạn trừ được tham sân hận đấy. Đấy là cái con đường tu tập, nó sẽ đoạn trừ. Thì ngay trong hiện tại mình đoạn trừ được nó, mình sẽ cảm thấy rất là an lành, rất là an vui, rất là hạnh phúc. Còn nếu như mà mình cứ để cho những cái tâm đấy nó ngự trị, nó phát triển, nó sinh khởi, thì nó chỉ thiêu đốt mình. Thì hiện tại mình đã cảm thấy khổ đau, thì còn nếu như đến cái lúc lâm chung, đến một cái ngày nào mà mình chết đi, mà nếu như cái lúc mà mình chết, cái giờ phút cận tử đấy, mà nó khởi lên một cái tâm gì,
thì lúc đấy mình sẽ đi theo cái tâm đấy, đi về để mình tái sinh về một kiếp sống mới. Khi mà mình chết, mình sẽ buông bỏ cái xác thân này và mình sẽ tái sinh về một cái kiếp sống mới rất là nhanh, trong một cái khoảnh khắc, chỉ bằng một cái chớp mắt mình sẽ có một cái kiếp sống hoàn toàn mới lại, và mình sẽ mang một cái thân khác cái thân này hoàn toàn. Thì khi chết mình đi tái sinh, có thể là hóa sinh, có thể là thai sinh, có thể là noãn sinh, có thể là thấp sinh. Hóa sinh là ví dụ như là mình mà có những cái phước lành sinh lên các cõi trời, trở thành các vị chư thiên, thì mình chỉ cần tắt thở, chấm dứt cái mạng sống này một cái, mình mở mắt ra, mình đã có một cái thân thể mới hoàn toàn là thân chư thiên rồi. Thì đấy là kiếp sống hóa sinh. Cũng có người thì phải hóa sinh làm ngã quỷ, thì mình chỉ cần chấm dứt cái mạng sống này, mình mở mắt ra, mình đã có cái thân ngã quỷ hoàn toàn khác rồi. Có những người tái hóa sinh xuống địa ngục, thì mình mở mắt ra, mình đã thấy mình đang bị thiêu đốt trong địa ngục rồi. Đấy là những cái loài hóa sinh. Còn có những loài thai sinh, thì khi mà mình chấm dứt mạng sống đây một cái, là mình sẽ hóa sinh, tức là mình sẽ đi đầu thai vào bụng của một cái người khác, hoặc là vào bụng của một cái con vật nào đấy. Thì khi mà đi thai sinh ấy, thì cái tâm nó sẽ chìm vào dòng hữu phần, nó giống như một giấc ngủ rất là dài. Trong suốt cái quá trình nằm ở trong bào thai đấy, là mình trở nên vô ý thức, tức là lúc đấy nó cũng còn một cái tâm hộ kiếp, nó tâm hữu phần nó vẫn tồn tại, nhưng mà nó ở trong cái trạng thái là mê man và mình không biết gì. Thì khi mà sinh ra ngoài rồi, sau một cái thời gian ở trong bụng mẹ sinh ra, lúc đấy mình mới biết và mình quên mất đời quá khứ. Chỉ có những cái loài mà tái sinh vào trong bào thai và sinh ra từ ở trong trứng là quên mất đời quá khứ. Có những cái loài tái sinh vào trong trứng rồi từ trong trứng sinh ra cũng không nhớ quá khứ, tức là thai sinh và noãn sinh và thấp sinh là quên mất quá khứ. Chỉ có một cái loài hóa sinh là người ta vẫn nhớ về cái đời quá khứ. Các vị chư thiên người ta vẫn nhớ được kiếp trước mình là ai. Các vị đọa xuống ngã quỷ hay là dưới địa ngục, người ta vẫn nhớ về đời sống quá khứ được, nhưng mà loài người là quên mất quá khứ. Và các cái loài mà sinh ra, những loài gia cầm sinh ra từ trứng cũng không nhớ được về quá khứ. Nhưng cá biệt vẫn có một số người nhé, ở trên đời này không phải tất cả mọi người không nhớ được kiếp quá khứ. Có một số người, người ta có những cái phước, hay người ta có những cái công đức nào đấy, hay người ta có cái phát nguyện nào đấy, cho nên người ta vẫn nhớ được cái kiếp sống quá khứ. Còn cái con đường mà thực hành tu tập về cái pháp thiền chỉ quán, thiền định và thiền tuệ của đạo Phật, thì vẫn có những cái phương pháp, nếu như một người nào tu có sự chứng đắc cao, có cái sự hướng dẫn đúng, thì vẫn có thể nhớ lại được những cái kiếp sống quá khứ của mình. Một kiếp, hai kiếp, mười kiếp, hàng trăm kiếp, có thể nhớ được rất nhiều những kiếp quá khứ và có thể thấy được cả những kiếp tương lai. Thì khi mà mình có quán được như thế, mình mới thấy được rằng là có những kiếp mình tái sinh ở những cái cõi khổ đau như địa ngục, quỷ, súc sinh, cũng đã từng sinh về những cõi thiên giới, cũng đã từng sinh lại làm người. Tất cả những cái cõi sống đều đã từng có hết. Thì cái sự tái sinh như vậy là mình đã từng trải ra cái sự sinh tử rất là nhiều rồi. Và cái luân hồi sinh tử đó là không thể nào mà thấy hết được. Tức là những cái kiếp quá khứ rất rất nhiều, đến Đức Phật cũng không thấy hết được là mình đã từng trải qua bao nhiêu kiếp quá khứ. Cho nên là tất cả mọi người đều có rất nhiều kiếp quá khứ như vậy. Cho nên ở trong cái sinh tử đấy nó có rất nhiều cái nỗi khổ đau. Vậy thì cái con đường thực hành thiền này là dần dần sẽ đi đến chấm dứt cái khổ đau sinh tử đấy. Như Đức Phật, Ngài tu tập, Ngài chứng đắc túc mạng trí, thấy được những đời sống quá khứ. Ngài chứng đắc thiên nhãn trí, thấy được những cái cõi sống khác nhau ở trong thế gian, các 31 cõi sống khác nhau ở trong một thế giới, có cõi an vui, có cõi khổ đau, và chứng được nậu tận trí, tức là đoạn trừ được hết phiền não và chấm dứt được luân hồi sinh tử, chấm dứt được cái vòng luân hồi tái sinh. Khi nào đoạn trừ hết phiền não tham sân si thì chấm dứt được luân hồi tái sinh. Thì có con đường thực hành thiền này, thứ nhất là sẽ làm suy yếu các phiền não bằng thiền định, thứ hai là cắt đứt các phiền não bằng thiền quán. Đấy là theo đúng cái pháp của Đức Phật dạy. Thực hành thiền là thế. Khi mà mình có thực hành thiền định thì các cái phiền não của mình càng mỗi ngày nó sẽ giảm bớt đi.
mỗi ngày nó sẽ suy yếu dần đi. Rồi đến sau này mình phát triển thêm thiền tuệ thì mình có thể cắt đứt được những cái phiền não đấy. Khi nào mình cắt đứt được những cái phiền não tham sân si được đoạn trừ hoàn toàn thì lúc đấy mình sẽ chấm dứt cái vòng luân hồi tái sinh. Thì cái sự chấm dứt luân hồi tái sinh đấy được gọi là chứng đắc niết bàn. Chứng đắc niết bàn thì gọi là cái sự luân hồi tái sinh. Đấy cũng là một cái lý do vì mình, vì có những người vì muốn thoát cái nỗi khổ sinh tử, vì muốn chấm dứt cái vòng tái sinh, vì muốn thoát cái sự khổ đau ở trong nội tâm, ở hiện tại và tương lai, cho nên là thực hành cái pháp thiền để làm cho làm giảm bớt những cái phiền não và đoạn trừ những cái phiền não đó. Đó cũng là một cái lý do, đó cũng là một cái nguyên nhân mà của một cái người sẽ dấn thân trên cái con đường thực hành pháp thiền này. Và cũng có cái nguyên nhân nữa, có cái lý do để mình thực hành thiền nữa là vì muốn phát triển trí tuệ, vì muốn phát triển những cái trí tuệ giác ngộ các cái chân lý, các cái sự thật mà thực hành thiền. Thì một cái người nào mà cái càng có nhiều cái phiền não thì cái người đấy sẽ càng cái trí tuệ sẽ càng thấp kém. Cái người nào mà không có phiền não thì trí tuệ của người đấy sẽ rất là sáng suốt. Thì vậy nên là một cái người nào, tại sao ở trên đời mình thấy có những cái người rất là thông minh nhưng mà cũng có những cái người rất là đần độn ngu dốt. Vậy thì và trên đời ai mình cũng muốn là mình có làm một cái người thông minh, có trí tuệ thâm sâu, có trí tuệ rộng lớn. Vì mình thấy rằng là những cái người nào mà có trí tuệ thì đều được mọi người ngưỡng mộ, đều được mọi người cung kính, kính trọng. Mà cái bậc có trí tuệ nhất trên đời là ai? Chính là Đức Phật. Đức Phật là một cái bậc gọi là toàn giác trí. Một cái trí tuệ là không cái gì không biết, không cái gì không thấy. Đức Phật nói là những cái gì mà ta biết ta thấy nhiều như lá trong rừng. Những cái gì mà ta nói ra nó chỉ bằng cái lá ở trên bàn tay. Bởi vì ta không nói những cái mà người đời không hiểu được, mà ta chỉ nói những cái gì thiết thực nhất. Đó là nói về khổ và nói về nguyên nhân sinh ra khổ, nói về cái sự chấm dứt khổ và con đường đi đến chấm dứt khổ. Đức Phật thuyết pháp trong suốt 45 năm từ lúc mà đắc đạo cho đến khi nhập Niết Bàn. Đức Phật có thể nói ra rất nhiều những cái bài kinh khác nhau, nhưng mà tất cả những cái bài kinh của Đức Phật chỉ muốn chỉ bày cho chúng sinh thấy rằng là tất cả những cái cõi sống này, cái chúng sinh cứ tưởng là an vui nhưng mà thực ra toàn là khổ đau. Và những cái nguyên nhân sinh ra những cái khổ đau này chính là những cái tham ái, những cái dính mắc, những cái sự tham lam, những cái gọi là vô minh, tham ái chấp thủ mà sinh ra những cái sự luân hồi tái sinh. Và chỉ khi nào đoạn trừ được cái tham ái đó, đoạn trừ được những phiền não cấu uế đó thì mới chấm dứt được khổ đau. Và có cái con đường để đi đến chấm dứt khổ đau đó chính là cái con đường nỗ lực tu tập về nội tâm này. Phải tu tập về nội tâm này, thực hành thiền chỉ quán này, thực hành giới định tuệ này, thực hành theo bát chánh đạo này mới là cái con đường đi đến chấm dứt khổ đau. Vậy là mình đang thực hành cái pháp thiền là mình đang thực hành cái con đường đi đến chấm dứt khổ đau. Và cái sự thực hành thiền này, mỗi ngày cái trí tuệ của mình nó sẽ sáng lên dần dần. Vậy thì cái nguyên nhân của tất cả những cái khổ đau nó sinh ra là từ cái sự vô minh, từ cái sự hiểu sai, không biết sự thật và hiểu sai sự thật, nên là nó sinh lên những phiền não. Còn nếu như một cái người mà có trí tuệ, hiểu được đúng sự thật, thấy được các cái sự thật, thì cái người đấy sẽ không khởi lên những cái phiền não và sẽ chấm dứt được khổ đau. Vậy cho nên là cái con đường tu tập cũng là để phát triển cái trí tuệ, nó giác ngộ ra dần dần. Mỗi ngày mình sẽ giác ngộ, sẽ hiểu biết cao hơn. Ví dụ như là cái đầu tiên là cái trí tuệ của mình nó phát triển được nhờ mình học cái giáo pháp, hay là mình nghe những cái sự giảng dạy về giáo pháp, thì mình sẽ phân biệt được là đây là đây là những cái pháp này là thiện, cái gì là ác. Những cái pháp thiện thì nó sẽ để lại cái quả an lành cho nhiều đời nhiều kiếp về sau. Những cái việc làm, những cái hành động ác,
nó sẽ để lại cái quả báo khổ đau cho nhiều đời nhiều kiếp về sau. Ví dụ như mình có nghe giáo pháp thì mình mới biết rằng là mình có nhiều những cái đời sống quá khứ, và mình có cái đời sống hiện tại, và mình cũng sẽ còn luân hồi ở trong những cái kiếp sống tương lai. Vậy cho nên là khi mà mình gặp những cái chuyện khổ đau, đó là do cái quả báo của những cái kiếp trước mình đã làm những cái việc bất thiện. Ví dụ như nếu như kiếp trước mà sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, thì cái đời này sẽ bị cái quả báo nhận lại, đó là chết sớm, hay là ốm đau, bệnh tật, nghèo khổ, bất hạnh, không được hạnh phúc an vui, trở thành cái người thấp kém hạ liệt, không có cái trí tuệ sáng suốt. Nếu như cái người nào mà giữ trong cái đời sống quá khứ người ta giữ được cái giới không sát sinh thì bây giờ người ta có cái tuổi thọ lâu dài, không trộm cắp thì bây giờ người ta có nhiều tài sản dễ dàng mà không bị ai cướp đoạt, không tà dâm thì đời này người ta có cái đời sống hôn nhân rất là hạnh phúc, không nói dối thì đời này mọi người người ta sẽ tin tưởng yêu quý người đó, không uống rượu thì đời này người ta có cái trí tuệ sáng suốt. Thì tất cả những cái điều đấy mình từ cái sự nghe giảng Phật Pháp mà sẽ hiểu ra. Nhưng mà còn có những cái điều nó thâm sâu hơn nữa mà mình chỉ học hay là nghe Pháp thôi mình cũng không thể hiểu được, đó là cái nội tâm của mình nó vận hành như thế nào, nó sinh khởi như thế nào, tại sao nó sinh lên tâm tham, tâm sân, tâm si, và những cái nghiệp ở trong quá khứ mình đã làm những cái việc gì, và nó cho ra cái quả ở đời này, và những cái nghiệp ở đời này nó sẽ cho ra quả ở đời sau như thế nào. Tức là có những cái pháp nó thuộc về pháp tục đế, tức là cái pháp chế định ở thế gian, có những cái pháp nó thuộc về chân đế, nó thuộc về những cái pháp rất là thâm sâu, là cái sự thật tột cùng. Thì cái sự thực hành thiền ấy nó sẽ làm cho một người giác ngộ ra được cái chân lý, tức là cái sự thật tối hậu, cái sự thật tột cùng về cái kiếp sống nhân sinh, về chính cái bản thân mình ở bên trong mình. Thì mình cũng sẽ hiểu ra cái bản thân của người khác, mình cũng sẽ hiểu ra về cả về quá khứ, về hiện tại mà về tương lai. Ví dụ như là một cái người thực hành thiền rồi người ta sẽ phân tích ra được những cái sắc pháp ở trên thân mình, trên mắt mình nó có những cái hạt sắc chân đế, tai mũi lưỡi thân mình nó có những cái hạt sắc như thế nào, rồi là những cái tâm nó nương vào những cái sắc nào mà nó sinh lên. Ví dụ như là theo như cái tư tưởng, cái học thuyết thông thường ở trên đời thì người ta nghĩ rằng là cái tâm này nó ở trong cái bộ não này, nó có cái hệ thần kinh trung ương, nó suy nghĩ suy tư này này kia kia. Thì đấy nó chỉ là một cái suy luận ở trên đời, nhưng mà thực ra thì cái tâm nó vô hình vô tướng, chứ nó mình đâu có biết nó vận hành như thế nào. Nhưng mà một cái trong cái sự tu tập rồi, mình hướng về cái đời sống nội tâm, mình tu tập ở cái đời sống nội tâm, mình phát triển cái nội tâm của mình sẽ hiểu về cái nội tâm hơn bất cứ một cái tư tưởng, cái học thuyết nào trên đời. Mình sẽ đến một lúc nào đó mình tu tập rồi mình sẽ thấy rằng là những cái kiến thức ở trên cuộc đời còn rất là nông cạn, còn có những cái thâm sâu hơn rất nhiều, đặc biệt là về cái lĩnh vực tâm linh. Những kiến thức ở trên đời chỉ giải thích được những vấn đề về vật chất thì người ta giải thích được nhiều, còn về vấn đề tâm lý, về vấn đề tâm linh thì người ta giải thích toàn sai trái. Và lúc khi mà hiểu đi sâu vào đời sống nội tâm, mình sẽ thấy tâm nó không nằm ở trong bộ não này, mà nó sẽ nằm ở 6 căn. Ví dụ như con mắt mình nó nhìn cảnh sắc, và thực ra lúc ấy nó có một cái nội tâm nhãn thức, nó nương vào cái nhãn tịnh sắc, là cái nhãn tinh, là cái con người ở trong mắt mình, và nó nhận biết được những cái cảnh trần. Ví dụ con mắt mình nhắm vào, mình nhắm mắt lại mình đâu mình nhìn thấy cái gì nữa, mình không nhìn thấy cảnh vật gì thì mình cũng không khởi lên tâm tham sân si hay là tâm thiện tâm bất thiện gì cả. Ví dụ như mình mở mắt ra mình có nhìn thấy Đức Phật đây, mình khởi lên tâm cung kính, vậy cái tâm cung kính nó khởi lên là do con mắt mình nhìn thấy Đức Phật. Hay là bây giờ mình ra ngoài đường mình thấy một những cái cảnh gì đó ở ngoài đường, mình nhìn thấy một người đáng yêu mình khởi lên cái tâm ưa thích, mình nhìn thấy một người đáng ghét mình khởi lên cái tâm sân hận, mình nhìn thấy một cái cảnh mà không yêu không ghét mình khởi lên cái tâm thản nhiên. Vậy cái tâm nó khởi lên là do con mắt tiếp xúc với cảnh trần. Vậy thì nó có cái nhãn thức, nó ở trong con mắt,
nó có cái nhĩ thức nó ở trong tai, mình nghe được những âm thanh là do cái tai mình nó nghe âm thanh mà nó khởi lên những cái tâm. Mình ưa thích với âm thanh hay chán ghét với âm thanh hay dửng dưng với âm thanh đó, nó có những cái lộ trình tâm, có những cái tiến trình tâm nó sinh khởi. Rồi mũi mình ngửi hương, lưỡi mình nếm vị, thân mình xúc chạm. Vậy thì đấy là năm căn trần, mắt tai mũi lưỡi thân. Còn một cái căn nữa gọi là ý căn. Ý căn nó nằm ở đâu? Nó nằm ở trong trái tim, nó bám, nó nương vào cái sắc trái tim của mình, nó khởi lên. Ví dụ như có những lúc mình không nghe, không thấy, không nghe, không nhìn, không ngửi, không nếm, không xúc chạm gì, nhưng lúc đấy cái ý thức của mình nó vẫn suy nghĩ. Ví dụ như lúc hành thiền thì lúc đấy cái gì của mình nó hoạt động, cái gì nó nhận biết hơi thở, cái ý thức nó nhận biết hơi thở. Một cái người hiểu về tâm rồi, mình sẽ rất là dễ tu tập về tâm, rất dễ phát triển tâm. Vậy khi mình ngồi thiền, ý thức nhận biết hơi thở, thì lúc đấy nó là cái tâm nó sinh lên từ sắc trái tim, nó hướng lên cái hơi thở, nó nhận biết hơi thở. Thì nếu như mình mà muốn tu tập tốt thì mình phải đóng năm căn kia đã. Đó là nhắm mắt lại, không được cho nó nhìn cảnh trần, không được cho nó nghe âm thanh, không được cho nó ngửi mùi, không nếm vị, không quan tâm đến cái sự xúc chạm gì ở trên thân. Đấy là năm cái căn đấy nó đóng lại rồi. Nó còn một ý căn tỉnh giác, chánh niệm, nhận biết hơi thở đi vào, nhận biết hơi thở đi ra ở trước cửa mũi này. Đấy là, vậy thì cái mà mình cần tu tập là cái gì? Chính là cái ý cần phải tu tập. Chứ cái ý này nó mới là cái quyết định cái tâm tốt xấu của mình. Nếu như cái ý thức của mình nó thường được trau dồi những cái điều xấu thì bây giờ nó luôn khởi lên những cái tư tưởng xấu. Nếu như cái ý thức này nó được trau dồi những cái điều thiện này thì nó sẽ luôn khởi lên những điều thiện này, những điều tốt đẹp. Và tu tập chính là tu tập để gột rửa những cái điều xấu ở trong cái tư tưởng, ở trong cái ý thức này, và để phát triển những cái điều tốt này, những cái điều thiện này, chính là phát triển ở trong cái ý thức này. Tu tập thì mình đang tu tập ở trong cái ý thức ấy. Ý thức của mình nó sẽ thay đổi, nó si mê cũng là do cái ý thức của mình, nó không hiểu những cái sự thật, và nó giác ngộ cũng là do ý thức của mình, nó thấy ra các cái sự thật. Vậy thì cái người đấy tu tập mình mới hiểu đúng về tâm, mới hiểu đúng về những cái trạng thái tâm của mình, thì mình mới biết là tại sao mình khởi lên cái tâm tham, tại sao có tâm sân, tại sao khởi lên tâm thiện, tại sao khởi lên tâm bất thiện được. Thì cũng cái ý thức này nó cũng có thể hướng về những cái đời sống quá khứ, nó nhớ lại được những cái kiếp sống đã qua, nó có thể hướng về những kiếp sống tương lai. Cũng cái ý thức này nó mới thấy được những cái sự sinh tử của chúng sinh. Cũng cái ý thức này nó có thể đoạn trừ được những phiền não. Cũng cái ý thức này nó có thể chứng đắc được niết bàn, giải thoát khổ đau sinh tử được. Vậy thì khổ đau cũng là do cái ý thức này không tu tập thì nó có rất là nhiều những cái tâm bất thiện khởi lên. Có tu tập thì nó sẽ đoạn trừ những cái tâm bất thiện đấy, và nó thành ra cái sự an vui. Vậy cái sự tu tập là mình sẽ hiểu rõ về cái bản thân mình từ những cái sắc chân đế ở sáu căn, rồi mình cũng hiểu rõ về cái tâm thức, về cái tâm lý, về cái ý thức của mình từ các cái căn đấy. Vậy đấy là cái người hiểu và phân biệt ra được những cái sự thật chính về cái thân tâm của mình. Còn bình thường không có một cái tư tưởng gì, hay là một cái học thức, một cái học vấn, một cái phương pháp gì ở thế gian mà có thể hiểu về cái nội tâm hơn là cái con đường tu tập này. Mà một cái người mình chỉ học những kinh điển của Đức Phật, mình cũng không bao giờ hiểu ra được, mà phải thực hành thiền mới giác ngộ ra được, mới thấy ra được. Vậy cho nên là cái sự thực hành thiền nó sẽ làm cho mình giác ngộ ra được, mình hiểu ra được những cái điều rất là thâm sâu, rất là bí ẩn về cái đời sống của chính mình, về cái thân tâm của chính mình. Vậy đấy mới là một cái người hiểu về chính mình là như vậy. Mình sẽ hiểu ra được cả những cái nhân quá khứ nó sinh ra cái thân tâm ở hiện tại, rồi là từ những cái thân tâm, những cái hành động ở hiện tại nó sẽ sinh khởi nên cái kiếp sống tương lai. Vậy là cái người đấy có thể biết được cả quá khứ, hiện tại và tương lai. Thì và mình sẽ thấy được là cả cái thân tâm nó luôn luôn ở trong cái trạng thái sinh diệt. Cái thân tâm của mình, cái thân thể của mình hay là vạn vật ở bên ngoài, mình nhìn nó thế này, mình nhìn bằng con mắt thường, mình không biết được là nó đang luôn có cái trạng thái dao động. Thế rồi cái thân của mình cũng vậy. Lúc mình mới sinh ra, mình chỉ là một đứa bé nhỏ xíu,
nhưng cứ từ từ mình lớn lên, mà con mắt mình không nhìn thấy mình lớn, người khác cũng không nhìn thấy mình đang lớn. Nhưng mà bằng cái trí tuệ thì mình thấy được rằng là cái thân thể của mình nó không lúc nào đứng yên, mà nó luôn luôn có cái sự chuyển động. Nó sinh diệt liên tục. Cái tâm của mình cũng vậy, nó sinh diệt liên tục. Tất cả vạn vật, vật chất ở bên ngoài cũng thế. Nó không có đứng yên như con mắt mình nhìn như thế này, mà lúc nào nó cũng có một cái sự biến động, có một cái sự dao động. Đó là nó sinh diệt liên tục. Đấy là nhìn bằng trí tuệ, quan sát bằng trí tuệ, thì mình sẽ thấy tất cả mọi thứ là như thế. Thì đó là cái người hiểu ra cái sự vô thường. Vô thường có nghĩa là không cái gì nó trường tồn, cái gì nó cũng luôn luôn sinh diệt. Và mình sẽ vì cái sự không trường tồn đấy, mình mới hiểu ra được nó là khổ. Nó là vô ngã, tức là nó không có tự ngã. Mình không làm chủ được cái thân của mình, mình cũng không làm chủ được cái tâm của mình, mình cũng không làm chủ được tất cả những vạn vật, những cái vật chất ở bên ngoài này. Đấy, mà nó luôn luôn tùy theo cái những cái nghiệp mà mình đã tạo ra, cho nên nó tồn tại được một thời gian nào đấy rồi nó sẽ biến đi, để nó lại thay đổi thành một cái trạng thái khác. Nó luôn luôn biến động thay đổi như thế. Đấy là những cái sự giác ngộ ở cái mức độ cao hơn. Từ cái sự giác ngộ đấy, mình sẽ cảm thấy không còn là tham ái đối với cái thân năm uẩn của mình ở bên trong, ở bên ngoài, ở quá khứ, ở tương lai nữa. Thì nó không tham ái, không có chấp trước, thì nó không sân hận, không giận hờn, không si mê, không tà kiến. Thì đấy được gọi là cái trí tuệ giác ngộ. Thì vì mình muốn có được cái trí tuệ giác ngộ, cho nên là mình cũng phải thực hành thiền. Thì nó có rất là nhiều cái nguyên nhân, có rất là nhiều cái lý do như vậy, mà mỗi người sẽ đến với cái sự thực hành thiền khác nhau. Và cái cuối cùng nữa đó là vì mình muốn được hưởng cái sự an lạc, được an trú ở trong những cái sự an vui, an lạc thật sự. Thì có những cái ví dụ như là cái người bình thường thì mình nghĩ rằng là cái niềm vui là phải mình đi tìm một cái niềm vui bằng cái cách đó là mình tìm đến những cái nơi nào có những cái trò vui giải trí, vui chơi giải trí, hay là có những cái người mình đi tìm những cái niềm vui bằng cái cách đó là mình hưởng thụ những cái dục lạc ở thế gian, như là ăn ngủ rượu chè, chơi bời cờ bạc, những cái thú vui ở thế gian. Thì đấy được gọi là một cái người chạy theo cái niềm vui ở bên ngoài. Thì tất cả những cái niềm vui ở bên ngoài đấy, khi mà mình chạy theo nó, mình sẽ cảm thấy nó rất là bất an và đau khổ. Tức là dù mình muốn được hưởng thụ những cái niềm vui đấy, mình phải tìm kiếm nó rất là khó khăn, rồi mình mới đạt được. Khi đạt được rồi, mình cũng không bao giờ cảm thấy thỏa mãn. Nó giống như người khác uống nước mặn, càng uống thì càng thấy khát hơn. Hay là vậy, cho nên là các bậc thánh nhân nhìn những cái người mà chạy theo cái niềm vui ngũ dục ở thế gian, nó giống như là một cái người bị bệnh củi, bị bệnh hủi, bệnh phong, bệnh củi, mà người ta phải hơ cái vết thương trên ngọn lửa. Khi hơ thì người ta cảm thấy rất là dễ chịu, nhưng mà càng hơ thì cái vết thương nó càng nở loét lên và nó lại càng đau đớn khổ sở hơn. Thì cái người mà mình chạy theo cái niềm vui giả tạm ở thế gian nó cũng thế. Khi mà mình càng hưởng thụ những cái dục lạc ở thế gian, cái niềm vui ở thế gian, thì cái nhu cầu, cái mong cầu, cái đòi hỏi nó càng cao hơn, và mình lại càng cần phải cung cấp cho nó nhiều hơn và không bao giờ thỏa mãn được điều đó. Đó được gọi là cái vui ở trong cái tham dục vui mà khổ, chứ không phải cái niềm vui đấy nó không phải là chân lý, nó không phải là sự thật. Vậy nhưng cái con người sống ở trên đời, người ta chỉ chạy theo cái niềm vui đấy, chỉ chạy theo cái niềm vui của các cái giác quan, chạy theo sắc thanh hương vị xúc pháp, những cái niềm vui ở bên ngoài, mà người ta không biết là có một cái niềm vui cao thượng hơn. Đó là cái niềm vui mà để đoạn trừ được cái tham dục đấy. Đó là khi mà một cái người mình chỉ cần chú tâm trên hơi thở, một thời gian sau nó sẽ đạt đến cái trạng thái ni dục, ni ác bất thiện pháp. Nó nhàm chán tất cả những cái niềm vui giả tạm ở thế gian, mà nó sẽ đạt được một cái niềm vui thù thắng hơn, cao thượng hơn. Đó là một trạng thái hỷ lạc do ni dục sinh. Đây là một cái trạng thái khi mà mình tu tập mà đắc định, nó sẽ có một cái trạng thái an lạc, một cái trạng thái hỷ lạc do nó đoạn trừ được cái tham dục này.
Thì cái này nó được ví dụ như là một cái người trước kia, cái người đấy cũng bị bệnh cùi, họ cũng phải hơ vết thương trên ngọn lửa rồi họ cảm thấy thoải mái, nhưng sau đó họ đã dùng những cái thuốc rất là hữu hiệu ấy, để điều trị được cái bệnh cùi đấy, và bây giờ người ta đã khỏi, người ta khỏi bệnh hoàn toàn. Thì khi người ta khỏi bệnh, người ta không còn nhu cầu phải hơ cái vết thương trên ngọn lửa nữa, mà người ta nhìn những cái người khác đang hơ cái vết thương trên ngọn lửa, người ta cảm thấy họ đau khổ chứ họ không an vui hạnh phúc. Vậy cái người mà có cái sự tu tập, có cái nội tâm định tĩnh, có cái sự an vui ở trong nội tâm, người ta nhìn thấy những cái người chạy theo những cái niềm vui ở thế gian là đau khổ chứ không phải hạnh phúc. Vậy cho nên là cái người ở thế gian thì người ta nhìn những cái người tu tập, người ta lại bảo là à, những cái người này tu rất là khổ sở, tu thì suốt ngày nhắm mắt này ngồi thiền, không có một cái niềm vui nào cả, không có cái trò giải trí nào cả, không chạy theo cái sự vui chơi nào cả, không hưởng thụ cái niềm vui ngũ dục gì ở thế gian cả. Vậy thì cái đời sống tu nó khô khan khổ hạnh quá. Nhưng mà thực ra thì là những cái người tu nhìn thấy những người không tu thì lại thấy những cái người không tu tập này mới là khổ. Người ta đang chạy theo những cái khổ, rồi người ta tăng trưởng thêm những cái khổ mà thôi, chứ không phải là cái đời sống ở thế gian là an vui gì, mà cái đời sống tu tập nội tâm này mới là an vui, bởi vì nó cắt đứt được những cái sự ham muốn hưởng thụ những cái ngũ dục ở thế gian. Thì cái con đường tu tập nó thế, mình chỉ cứ chú tâm và mình nhận biết hơi thở là cái sự tu tập như thế thôi. Nhưng mà dần dần cái tâm của mình, mỗi ngày mà mình tu tập có tiến bộ, tự nhiên nó nhàm chán hết. Ví dụ trước kia mình cứ thích đi tìm những cái niềm vui như là ca nhạc múa hát và mình coi đấy là vui. Nhưng mà tu tập một thời gian rồi mình không còn muốn nghe ca nhạc, không còn muốn múa hát. Trước kia mình cứ phải đi tìm kiếm những cái người bạn bè để nói chuyện, để tiếp xúc, để nói những cái chuyện phiếm nữa, trao đổi cái chuyện này chuyện kia mình mới thấy vui. Nhưng mà khi mà tu tập một thời gian rồi mình cũng chán luôn, không muốn đi tìm ai để nói chuyện mà chỉ thích im lặng ngồi thiền nhắm mắt chú tâm trên hơi thở, và mình cảm thấy nó có cái sự hạnh phúc, có cái sự an vui khi mà mình đang ngồi định tĩnh đấy. Rồi trước kia mình nghĩ là mình phải có danh vọng, có tiền tài, có sự nghiệp, được mọi người kính nể, được mọi người biết đến, tức là có danh vọng, có quyền lực, có tài sản, những cái mà mình mong cầu, có vợ đẹp con ngoan, rồi là có rất là nhiều những cái thứ nhu cầu khác mà mình coi là đấy là hạnh phúc, đấy là an vui, đấy là cái mà mình đang mong cầu hướng đến. Nhưng cái con đường, cái sự tu tập về sự thực hành thiền này, mình sẽ cảm thấy đấy là khổ đau. Vợ con, nhà cửa, tài sản, danh vọng, địa vị đều là khổ đau hết, nhàm chán hết. Ví dụ như Đức Phật khi trước kia ngài là một vị vua ở cái nước Ca Tỳ Na Vệ, là một vị hoàng thái tử, nhưng mà ngài từ bỏ cái ngôi vua đi xuất gia. Sau khi đi xuất gia đắc đạo thành Phật rồi về thì lúc đấy con trai của thái tử là Rahuna đáng lẽ là nên sẽ lên kế vị ngôi ngai vàng, nhưng mà ngài về ngài dắt luôn cả đứa con của mình đi xuất gia, và ngài nói rằng chỉ có con đường tu tập nội tâm mới hạnh phúc, chứ con đường chạy theo cái danh vọng quyền lực ở thế gian là đau khổ. Thì lúc đấy con trai của ngài đã đi xuất gia rồi, thì lúc đấy cha ngài còn đang làm vua là vua Tịnh Phạn, nghĩ rằng sẽ cho người em trai của ngài nên làm vua, đó là hoàng tử Nanda. Thì cái ngày mà vua Tịnh Phạn là cha của thái tử Tất Đạt Đa là của Đức Phật ấy, định phong vương cho cái vị hoàng tử Nanda là em trai của Đức Phật, thì đúng cái ngày hôm đấy ngài về ngài dắt luôn người em trai đi xuất gia, không cho làm vua, ngài không cho những người thân quyến của mình đi vào cái con đường đầy những cái khổ đau đấy, mà chỉ có cái con đường tu tập nội tâm này mới là hạnh phúc. Rồi ngài dẫn hết tất cả những người thân của mình đều đi xuất gia, những cái ai là những cái người thân quyến, cả những người em gái của ngài, em trai ngài, con trai ngài, ngài đều dẫn vào cái con đường đi xuất gia hết, và ngài không cho những cái người thân bằng quyến thuộc của mình đi theo cái con đường danh vọng lợi dưỡng ở thế gian, vì ngài nói là những cái con đường đấy là khổ đau. Và cũng có những cái người đã từng hỏi rằng là một vị vua sung sướng hay là một vị Phật sung sướng, thì lúc đấy Đức Phật dùng cái hình ảnh ví dụ là một vị vua có thể hưởng ngũ dục suốt một ngày một đêm liên tục không gián đoạn được không, thì lúc đấy những cái người khác người ta bảo không thể có,
dù là một vị vua được hưởng tất cả những cái dục lạc ở trên thế gian một cách thỏa mãn vô điều kiện, nhưng vị ấy không thể hưởng thụ cái dục lạc suốt ngày suốt đêm 24 tiếng không gián đoạn được. Nhưng mà Đức Phật nói là ta có thể hưởng thụ cái sự hỷ lạc suốt 7 ngày 7 đêm không gián đoạn. Thì người ta hỏi thế ngài hưởng thụ cái sự an vui, cái sự hạnh phúc, cái an là bằng cách nào? Thì Đức Phật nói là ta sẽ nhập vào các tầng thiền. Nếu ta nhập vào sơ thiền, đó là một trạng thái hỷ lạc do ni dục sinh có tầm có tứ. Hoặc ta nhập vào nhị thiền, một trạng thái hỷ lạc do định sinh không tầm không tứ. Hoặc ta nhập vào tam thiền, một trạng thái đó là ni hỷ chú xả, chánh niệm tỉnh giác mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc chú, thuần nhất hướng lạc, chỉ có hưởng thụ cái sự an lạc đó ở trong cái tầng thiền đó tới 7 ngày 7 đêm không nhúc nhích, không gián đoạn. Vậy thì những cái người có trí người ta mới nghĩ rằng như vậy những cái người tu tập nội tâm chứng đắc các cái pháp thiền, người đấy hạnh phúc hơn một vị vua, người đó hạnh phúc hơn những cái người có tài sản quyền lực giàu có ở thế gian. Thì Đức Phật cũng nói là một cái vị đó tu tập nội tâm để phát triển cái định tâm để chứng đắc được cái tầng thiền thì vị đó còn hạnh phúc hơn những cái vị vua ở thế gian này, vị đó còn hạnh phúc hơn cả các vị vua ở cõi trời, vị đó còn hạnh phúc hơn cả các cái vị chuyển luân thánh vương. Thì đó là một cái đời sống nội tâm hoàn toàn an lạc, hoàn toàn hạnh phúc, hoàn toàn thù thắng, xa lìa hết các cấu uế, xa lìa các cái phiền não, một cái nội tâm rất là cao thượng. Thì đấy là cái sự tu tập hành thiền, mình sẽ tìm ra một cái đời sống hạnh phúc, một cái đời sống an lạc mà nó có ngay ở trong nội tâm mình, mà mình không cần phải đi năng xăng đấu tranh giành giật, chạy ở bên ngoài tìm kiếm cái hạnh phúc đó, mà hạnh phúc đó ở bên trong, mình quay trở vào bên trong mình sẽ tìm thấy một cái hạnh phúc rất là to lớn, rất là thù thắng. Và sau này mình đạt được cái hạnh phúc ấy rồi, mình sẽ buông bỏ hết những cái hạnh phúc mà mình đang có hay là mình đang tìm kiếm, và mình với lúc đấy mình mới ngộ ra cái mà mình đang tìm kiếm này là hạnh phúc giả, là giống như người khác đang uống nước mắt, càng uống nó càng khát, không bao giờ nó thỏa mãn được, mình đang chạy theo những cái đó. Còn cái con đường tu tập mình nó mới là hạnh phúc thật, đó là cái hạnh phúc mà mình thoát khỏi những cái sự chạy theo những cái dục trần. Thì đấy cũng là một cái nguyên nhân, cái lý do tại sao mình lại hành thiền. Thì đấy là cái pháp thực hành thiền là cái pháp của những bậc thượng nhân, của những bậc trí nhân, của những bậc thánh nhân. Cho nên là Đức Phật thường nói là pháp của ta là pháp thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng được người trí giác hiểu. Thì đấy là cái lý do tại sao mà mình phải thực hành thiền. Thì đấy là cái buổi đầu tiên thì sư sẽ chia sẻ một cái lý do như thế, một cái bài pháp như thế. Còn cái sự thực hành thiền như thế nào thì là sẽ sư đã hướng dẫn một cách tức là một cách tuần tự, mỗi ngày hành thiền thì đều có cái thời trình pháp vào cái lúc từ 4:30 đến 6:00 PM. Thì tất cả mọi người thực hành thiền để có được cái kinh nghiệm, sau đó thì sẽ trình bày cái sự thực hành của mình, về sau đó thì sư sẽ tiếp tục hướng dẫn cho mọi người để tuần tự thực hành. Như thế thì trong một cái thời gian ngắn mình chỉ gọi là nắm bắt được những cái phương pháp, cái cơ bản thôi, còn cái con đường thực hành này mình cần phải thực hành lâu dài. Và nếu như mà mình muốn phát triển được cái định sâu thì mình phải thực hành mãi mãi, thực hành suốt đời, mỗi ngày phải hành một chút rồi nó sẽ tăng trưởng dần dần lên, giống như là mình gieo một cái hạt giống rồi nó nảy mầm, rồi sau đó mình chăm sóc dần dần nó lớn thành những cái cây rồi nó mới cho ra hoa kết trái được. Cái con đường tu tập cũng vậy, cái nội tâm của mình cũng vậy, mình tu tập rồi sau đó nó phát triển dần dần, rồi là những cái định tĩnh của mình, cái trí tuệ của mình rồi dần dần nó sẽ lớn lớn dần lên theo năm tháng. Cho nên nó đòi hỏi cái sự công phu miên mật, phải thực hành thường xuyên hàng ngày suốt đời thì mình mới đạt được những cái sự định tĩnh cao được. Thì đấy là cái nội dung mà sẽ chia sẻ cái bài pháp này, đó là tại sao mình cần phải thực hành thiền như thế. Bây giờ dừng ở đây, nếu mà có ai muốn hỏi gì thì tôi trả lời. Nếu mà có ai có hỏi gì không? Có cái lý do nguyên nhân gì mà mình cần phải hành thiền nữa không?
Thôi, vậy thì cứ như thế mình sẽ thực hành nhé, bắt đầu từ sáng ngày mai 3 giờ 3:30 thì mình là sẽ có cái tiếng mộc bạc cốc 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 là báo thức, là mọi người sẽ thức giấc, và 3:45 sẽ bắt đầu lên thiền sinh nam sẽ ngồi thiền ở đây, thiền sinh nữ thì ngồi thiền ở dưới cái thiền đường nữ. À, đến 5 giờ thì có một thời tụng kinh, sau đó thì đến 5:30 thì xếp hàng đi bát, ăn sáng xong thì nghỉ đến 7:15 lại tiếp tục hành thiền cho đến 10 giờ trưa. Thì trong một cái thời dài như thế mình chia làm 2 thời cũng được, còn ai ngồi liên tục được thì cũng được. Thì sau đó 11 giờ trưa ăn cơm xong rồi để nghỉ ngơi một chút, đến 1:15 chiều lại tiếp tục dậy và ngồi thiền cho đến 4:30 hoặc là 5 giờ. Thì cái giờ đấy cũng là giờ mọi người sẽ đi trình pháp, và sau giờ đi trình pháp là 6 giờ chiều thì tụng kinh như sáng chiều hôm nay tụng kinh một thời, rồi sau đó mình sẽ ngồi thiền. Thì tối ngày mai sư sẽ không giảng pháp và sẽ ngồi thiền cả buổi tối, và những ngày sang ngày kia thì sư sẽ giảng pháp vào buổi tối, tức là cứ cách một ngày thì sư sẽ giảng pháp một buổi, tức là như hôm nay sư giảng pháp, ngày mai nghỉ, xong là ngày kia giảng pháp, xong buổi sau nghỉ, cứ cách một buổi sư sẽ giảng pháp một buổi vào buổi tối. Những buổi nào mà giảng pháp thì sẽ nghe pháp thì sẽ không ngồi thiền, còn những cái buổi tối nào mà không nghe pháp thì hôm đấy mình sẽ ngồi thiền cả cái buổi tối. Buổi tối thì ngồi thiền không giới hạn, có nghĩa là ai ngồi được lâu thì ngồi, còn ai không ngồi được lâu thì mình ngồi một chút rồi sau đó đi nghỉ để lấy sức để hôm sau này hành thiền tiếp. Cái thời khóa mình sẽ tu tập miên mật như vậy. Nó có ảnh hưởng đến việc hành thiền không ạ? Nếu mà thì cái người mà ngủ ít thì khi ngồi thiền nó sẽ hôn trầm mất một chút, nó có hôn trầm nhá, nhưng mà có những cái người có ý chí mình vẫn vượt qua được, vẫn vượt qua được cái hôn trầm đấy. Ví dụ như là có những người nào mình mất ngủ hoàn toàn cơ, thì hôm sau mình ngồi thiền nó sẽ vất vả, mất cả ngày hôm đấy nó đều rất là mệt mỏi. Còn nếu như mà mình chỉ ngủ được 1 tiếng hoặc 2 tiếng thôi thì hôm sau cũng không đáng lo ngại nữa. Hoặc là nếu như mà ngủ được khoảng 4 tiếng một đêm rồi thì không phải lo lắng gì nữa. Và cái như những người lao động mà bên ngoài thì người ta nghĩ là phải ngủ 8 tiếng mới đủ. Nhưng mà đối với người hành thiền thì ngủ càng ít càng tốt. Nhiều nhất thì được ngủ đến 5 tiếng thôi, chứ cũng không nên ngủ quá nhiều. Trong một đêm thì ngủ 5 tiếng hoặc 6 tiếng thôi. Nếu những người mà chuyên tu lâu ngày rồi ấy, thì càng tu tập với pháp thiền này càng lâu thì càng ngủ ít, nó tự động như vậy. Bởi vì khi mà ngồi tu tập lên này nó đã đầy đủ những cái năng lượng, nó thân tâm nó đều đã được nghỉ ngơi, và cái nhu cầu phải nghỉ ngơi để lấy lại sức lực nó không còn nhiều nữa, cho nên là với người chuyên tu thì ngủ rất là ít. Còn các thiền sinh mới vào tu tập thì nó vẫn còn cái sự mệt mỏi do mình lao động những cái công việc ở bên ngoài, cho nên những ngày đầu nó vẫn có cái nhu cầu ngủ nghỉ rất là nhiều. Nhưng mà mình chỉ cần tu 3-4 ngày sau là tự nhiên nó sẽ không muốn ngủ nhiều nữa. Mà mình càng tu tiến bộ thì cái tâm nó càng tỉnh giác cao, nó lại càng ít nhu cầu buồn ngủ. Cho nên là cái người tu tập thường thường chỉ ngủ 4 tiếng là đủ cho ngày hôm sau. Mặc dù là có thể lúc ngồi thiền nó vẫn hơi hôn trầm một chút, nhưng cứ mặc kệ nó không sao hết. Hôn trầm cứ kệ nó hôn trầm, mình vẫn cố gắng biết hơi thở trong cái lúc hôn trầm đấy. Mà thấy nó hôn trầm quá thì đứng lên đi lại, đứng lên đi lại, ngồi mà nó vẫn hôn trầm nữa thì mình có thể quay trở lại ngủ một giấc cho nó hết cái cơn hôn trầm đấy đi, rồi nó tỉnh táo lại rồi ngồi tiếp, không là chuyện bình thường.